phải hôm nay mình có một con bánh chế bánh xe máy tự chế vừa mới sửa xong. Đấy. Rất là ngon và liền lạc. Mình quay xem. Quay hết. Đấy. Rất ngon bổ rẻ luôn. Quay kỹ đi. Đây đang quay cái thùng này. Đấy, anh làm gì không? Đen rất là... Đấy. Cùng quay. Cẩn trọng. Quay cả gầm cả máy. Quay là cản trước với tổng cả chưa đẹp rất chất. Ngon luôn, anh em thấy không? Tiến lùi.
bốc rồi. Vỡ số. Đó, nó bốc rồi, nó tắc chế. Vỡ số lùi. Số mới. Bốc rồi. Kéo không đi ngộp là được. Rồi, xin chào anh em nhé. Anh em nào có nhu cầu mua hay sửa chữa thì liên hệ với Hải, số điện thoại 0388 638 995. Chào anh em.